Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa qua, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên tại Bắc Bộ đã có mưa dông diện rộng, đặc biệt là khu vực Trung Du và Đồng Bằng, khu vực chịu tác động nhiều nhất của giải mây dông trên, nên nhiều điểm còn có mưa vừa, mưa to, kèm theo dông lốc và gió giật mạnh. Sang đến ngày hôm nay, mưa dông vẫn có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. Tuy nhiên, giải hội tụ trên đang có xu hướng dịch chuyển chậm xuống phía Nam, nên lượng mưa sẽ có xu hướng giảm hơn, không còn nhiều những điểm có lượng mưa khá, mà thay vào đó sẽ là những khoảng nắng xen kẽ trong ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo sẽ dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ và tạm thời chưa có dấu hiệu quay trở lại của nắng nóng. Về chiều tối thì mức nhiệt sẽ giảm xuống còn 25 đến 28 độ, thời tiết tương đối dễ chịu. Khu vực Trung Bộ cũng do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên trong ngày đêm và ngày hôm nay, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế duy trì mưa dông lượng khá, có nơi có mưa vừa, mưa to và kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh. Đợt mưa này được dự báo sẽ còn kéo dài khá nhiều ngày nên người dân nơi đây cần phải lưu ý khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên khu vực vùng trũng thấp và ven sông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ tại Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Phía Nam mưa ít hơn nên nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng từ 1 đến 2 độ và thời tiết nhìn chung là khá mát mẻ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do nằm ở rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới, góp phần tạo điều kiện cho đới gió Tây Nam hoạt động mạnh hơn, nên trong ngày và đêm nay tại đây sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, thậm chí là mưa to kèm theo dông sét và gió mạnh. Theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết, đợt mưa lớn này được dự báo sẽ còn kéo dài 3-4 ngày tới, nên người dân cần phải chủ động, có biện pháp, chủ động ứng phó. Do có mưa nên nhiệt độ tại đây không cao, chỉ vào khoảng từ 27 đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 29 đến 32 độ tại Nam Bộ. Cụ thể, ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay trời khá nhiều mây, nhiệt độ vào khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Vào lúc 8 đến 9 giờ sáng, thời tiết tương đối mát mẻ, dễ chịu. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ có mưa rào bất chợt và gây ảnh hưởng đến lưu thông của người dân. Ban ngày đôi lúc sẽ có những khoảng hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ ban trưa tăng dần lên nhưng sẽ không vượt quá ngưỡng là 33 độ. Sang đến 2 ngày tiếp theo, mưa dông được dự báo sẽ còn tiếp tục giảm, nắng xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt độ sẽ nhích nhẹ khoảng 1 độ. Thành phố Việt Trì trong ngày hôm nay trời cũng nhiều mây, có mưa rào bất chợt. Tuy nhiên lượng không quá nhiều, nhìn chung là vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Biên độ nhiệt ngày đêm tại thành phố dao động ở khoảng 26 đến 31 độ. Dự báo mưa sẽ có xu hướng tạm thời giảm trong khoảng 2 ngày tới, sau đó sẽ có xu hướng tăng trở lại, thậm chí là sẽ có mưa dông lượng khá nên bà con cần phải lưu ý chăm sóc tưới tiêu hợp lý với các loại cây trái cũng như hoa màu. Đến với thành phố Hải Phòng, cũng là một trong những nơi chịu ảnh hưởng chính của giải hội tụ nhiệt đới, nên tại đây vẫn sẽ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa tập trung nhiều trong buổi sáng sớm ngày hôm nay, sau đó thì dần sẽ có xu hướng giảm hơn về lượng. Tiết trời trong ngày cũng khá mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 26 cho đến 31 độ. Trên vùng biển ngoài khơi sẽ cũng có mưa rào và dông mạnh khiến cho tầm nhìn xa giảm, không thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Tại thành phố Vinh, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên tại đây nói riêng và tại các tỉnh thành thuộc Bắc Trung Bộ nói chung sẽ có mưa, mưa vừa và có nơi mưa to trong ngày hôm nay và còn kéo dài đến vài ngày tiếp theo, nên người dân khu vực ven sông, suối cần phải lưu ý khả năng xảy ra lũ và sạt lở đất. Tuy nhiên thì điều đáng mừng tại đây là nắng nóng sẽ chưa có dấu hiệu quay trở lại, nhiệt độ ở mức vừa phải, trong ngày dao động từ 25 cho đến 31 độ. Tuy không chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của giải hội tụ nhiệt đới nhưng tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay, trời cũng nhiều mây, có mưa rào và dông nên thời tiết sẽ không ủng hộ cho các hoạt động hàng không cũng như là du lịch tham quan của du khách thập phương. Nhiệt độ trong ngày tại thành phố được dự báo dao động ở khoảng 27 đến 32 độ. Theo dự báo, mưa dông sẽ liên tiếp lặp lại nên du khách cần phải lưu ý với các kế hoạch ngoài trời diễn ra tại thành phố biển xinh đẹp này. Đến với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh nên tại đây có mưa dông lượng khá. Do vậy, khi lưu thông, quý vị và các bạn cần phải hết sức lưu ý với các cung đường trũng thấp
có thể gây ngập úng cục bộ, cản trở đến các hoạt động lưu thông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay chỉ dao động xung quanh ngưỡng từ 31 cho đến 32 độ, thấp nhất về đêm giảm xuống khoảng 25 độ và độ ẩm trong ngày từ 76 đến 97%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.